Alo, xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi thăm bãi bãi chuột nữa cả nhà ơi. Rồi trường xin chúc cả nhà một đêm xem video vui vẻ nha cả nhà. Tới cái bãi chuột đầu tiên mình thăm tới đây cả nhà. Mới tới đây chung nhà mới đem đặt đồng nhà mình nha cả nhà. Tới cái bãi đầu tiên dính đường em rồi cả nhà. Hôm mình cũng có đặt cái khu đồng nhà mình nữa cả nhà. Cái đồng nhà mình thì mận lúa hồi trong Tết. Đối với mười mấy Tết đó kìa. Là bây giờ là cũng là một tháng, hơn một tháng rồi cả nhà. Lúc mới mận thì mình có đặt mà nó không có chuột cả nhà ơi. Mận hôm mình đặt hai giỏ, mận hôm mình không có quay cả nhà. Lần hôm mình được 11 kg cả nhà. Mà mình hôm mình không có quay video cả nhà. Rồi bữa nay mình đặt lại thêm cái luồng nào, bữa nay lại nữa nè cả nhà. Mà để hy vọng coi bữa nay có trúng không cả nhà ơi. Rồi để mình đặt lại cái bẫy nha cả nhà. Dính đèn nha cả nhà. Quá trời chuột bự luôn, ngon mình đặt cũng chuột bự gì không cả nhà, không trúng mà mình không có quay uống, ngon mình đi rồi đứng đâu cái đồng nhà không có dính đó cả nhà, rồi mình không có quay cả nhà, uống ghê luôn, đêm nay quay không biết có trúng không đây, rồi để mình tắt máy cả nhà, chín đi anh em nha cả nhà, ở đây tầm bằng lúa ba vụ nha cả nhà, lúa sáng hôm nay cũng được 40 mấy 50 ngày cả nhà, cũng có đồng cả nhà, chưa có chỗ nha cả nhà. Mình đặt ven cái bờ kinh, cái bờ gom nếp nhỏ nhỏ đó, cái đùng hang cả nhà. Mình đặt theo mấy cái hang nó đùng ra cái nè. Chứ không phải bờ kinh nha cả nhà. Rồi, để mình đốt máy cả nhà. Mình gặm cái bẹo mà nó nổi cái bẹo mình lật luôn cả nhà. Em chuột hết hồn luôn. Hết hồn em chuột luôn cả nhà. Quá xuống. Chuột khăn nè. Chuột khăn này nó mập lắm cả nhà, tại vì nó ăn lúa chét á, với lúa non á cả nhà, nó mập bú quầy mần mỡ không cả nhà, để mình đốt máy cả nhà, để nghe nó cả nhà. Chuột khăn này trở lên là nó mập cả nhà, khăn này trở lên nó rồi nó mập tới tháng 3 luôn cả nhà, là nó ăn ba cái lúa chét rồi nó mập dữ lắm mập. Rồi để mình đốt máy cả nhà, để nghe nó cả nhà. Chưa được mới chục cái bẫy cả nhà, dính được 7 em, 6 em rồi cả nhà, 6 em cả nhà. Chuột nó tục hé mà ruộng quá trời cả nhà, mà chưa chịu vô hung cả nhà. Hy vọng rất sáng cả nhà, cầm gì chứ rất sáng nó dính nhiều hơn. Tại vì mình đặt đón chuột về không cả nhà, nó đi đường nào mình không biết, nhưng mình đón cái đường mòn chuột về không cả nhà, mình không có đặt chuột chạy ra cả nhà. Rồi để mình đốt máy cả nhà. Đây nè cả nhà. Cái này mình đặt đón đại cả nhà. Cái đường mòn nó chạy lạng xạ tùm lum hết trơn. Mình cũng không biết đường đâu mà đặt. Cái đón thì đón cái đường nào nó chạy hơi gỗ ra ngoài ăn con rồi cả nhà. Mình đổ nó chạy em chuột nó chạy ra ngoài luôn cả nhà. Xong luôn rồi. Rồi để mình đốt máy cả nhà. Còn dính lại cả nhà, dính lại con khác cả nhà. Có sao đâu. Con chuột nó chạy ra chạy vô ngồi nó cũng dính nữa cả nhà, sáng mai nó cũng dính nữa tại vì nó chạy cái đó thì ngồi nó ra ruộng hồi nó cũng chạy vô cả nhà. Đây mình đốt máy cả nhà, đây nhẹ nữa cả nhà, sướng quá cả nhà ơi, em lấy cái hàm trời mấy cái sướng cả nhà. Đây mình đốt máy cả nhà, sướng gì sẽ sai sao cả nhà, để mình ốp máy mình sửa lại cái miệng lọt cái lồng đó nha cả nhà. Em ấy chết rồi, chú dưng xuống nước cả nhà, người ta bơm nước ruộng lên này cả nhà, mình đặt sát máy nước này cả nhà, chút xíu mình chuột gắt nước luôn, rồi không gắt, dù em, rồi để mình ốp máy cả nhà. Bên đây được không dính, đây cái bên dính luôn, đặt hai đường,
Đây đường dính đựng con. Dù em. Rồi, đem ôm mấy cái nha. Anh em cả nhà. Bữa nay chắc thất hơn hôm cả nhà. Hôm mình về là 6,5 kg đấy cả nhà. Bữa nay giờ này chưa được 2 kg chuột nữa cả nhà. Mà mới được con vỏ nha cả nhà. Còn vỏ nữa cả nhà. Anh em nữa cả nhà. Chiều mình về tắm làm như bị trúng nước rồi cả nhà. Muốn xô mũi luôn cả nhà. Nói chuyện nó khao khao nữa, sổ mũi nữa. Ngồi về chắc uống liều thuốc nữa cả nhà. Để mình đắp mấy cái này. Đây em nữa cả nhà. Em mới dính luôn cả nhà. Mình thăm cái bên kia vừa đổ chuột vô chưa rồi nha, mình nghe bên đây nó nhảy một cái bụp, tại mình đón chuột về đó cả nhà. Nó thấy đèn mình nó sợ á, ở ngoài nó chạy vô. Ủa trời, không đi xuống đâu má, vô đây đi, vô đây rộng mênh mông nè. Để mình đốt máy cả nhà. Dính đèn nhìn cả nhà, cái xác bên đó dính em nữa cả nhà. Nói thật thật thì cũng nguyên quá cả nhà. Mà cái luồng này là mình đánh gọn đêm hôm rồi đó cả nhà. Mà mình đánh lại nữa nha. Này bữa nay là mình đánh lại hết luôn nha. Đánh cái luồng cũ hôm nữa cả nhà. Cái luồng mới hôm, cái luồng hôm mình đánh thôi là mình được 1 ký đó cả nhà. Là bữa nay mình đánh lại cái luồng cũ lên luôn đó cả nhà. Đánh lại theo cái đường mòn cũ luôn. Mà tại cái này chuột nhiều quá cả nhà. Tại người ta bằng 3 vụ đó. Người ta bơm nước đó. Tại vì người ta bơm nước thì chuột nó dồn về mấy chỗ khác thì nó khô hết rồi cả nhà. Rồi đem nó mấy cái này. Sượng. Chuột bữa nay nó không bự hung bằng hôm cả nhà. Chuột hôm nó bự lắm. Bởi vì hôm cân có ký. Chuột bữa nay cân không có ký cả nhà. Bữa nay nó gôi gôi không. Hôm chuột bự nhiều. Đem nó mấy cả nhà. Đây anh em nữa cả nhà. Trong rỗng cả nhà thấy không? Không có một miếng cỏ nữa chứ. Cái bờ kinh này là cửa nhà mình đi ở dưới nhà mình đi dài lên đây cả nhà. Là mình nó mới cuốc cả nhà, cuốc qua năm bữa nay nó cao khoảng 10 ngày, 10 mấy ngày cả nhà. Cuốc trong lỏng hai bên cho cả nhà thấy không? Bên đó cũng trong lỏng luôn đó cả nhà. Mình đặt đại à, có cái đường mòn chạy ra đại, ăn láng mình đặt đại à. Cả nhà thấy không? Đặt này không thấy chỗ nào đường mòn ở chân này. Nó trong lỏng ba bên bốn phía cho em. Đó, mình kêu đặt đại. Muốn dính. Rồi xong, bữa nay mình bệnh thiệt à. Mũ quá rồi. Chui vô đây làm chi vậy má? Còn chưa ra. Ừ ra đi. Rồi đây mình ốp máy cả nhà xử lý cái. Xin đề này nữa cả nhà. Xin đôi chúng mình nữa cả nhà. Đây vừa này cả nhà. Xin chờ cả nhà. Bắt đường này cái đường này sạch luôn, còn hy vọng sáng mai nữa hết luôn. Rồi mình đốt máy cái này đây còn nữa cả nhà. Mình đốt máy đây cả nhà. Bên đây em cả nhà.
dữ vậy ta. Rồi đem ra mấy cái này. Đây, còn chà bá lửa nè cả nhà. Cái này còn ba cái nữa là hết rồi cả nhà. Ba cái nữa là hết cái lồng tẩy mình bữa nay cả nhà. Rồi sáng mai mình đi thăm tiếp cả nhà. Rồi, cái này nó khó quá. Vô cái này rồi đem nữa mấy cái này. Rồi cái đó chút bớt nha. Rồi đem cái này cái nha. Bây giờ con cái này coi có dính không cái này. Rồi xong luôn quá. Rồi con miệng căng quát luôn cái này. Rồi để mình ở khoái cái này rồi về mình căng thử cái số lượng bữa nay mình được bao nhiêu cho cái nhà xem cái này. Ngon chắc được cái này chắc mình nghi chắc là thua đêm hôm cái này, chục phần nửa đêm hôm mình 6,5 kg như thế này, cái này 3 kg cái này, 3 kg và cái máy quẩy cái nhẹ hơn đêm hôm nhiều lắm, đêm hôm quẩy 6 kg mấy quẩy nặng da luôn cái này, rồi để mình đóng máy cái này, hẹn đi vô nhà mình căng thử được nhiêu ký cái này, đi nhà cái này, đây, mình quẩy căng nhà cái căng này cái này, không, rồi để mình bỏ lên cái căng được nhiêu cái này. 4 kg cái này. 4 kg mình chưa có động 1 kg, còn 3 kg cả nhà, được con nửa đêm hôm cả nhà, đây mình quẩy rồi thấy nhẹ quá mà, cả nhà thấy không? 3 kg, 4 kg luôn, 4 kg chừa 1 kg thì còn 3 kg cả nhà, đó, rồi, thì mình cúp tạm dừng mày ngưng máy này tới đây, ở đây cả nhà, hẹn cả nhà buổi sáng mình không có quay cả nhà, sáng mình đi thăm 3 giờ mấy mình đi cuốn rồi lụp chụp lắm, còn quẩy 2 vô lợp nữa mình không có quay được cả nhà. Rồi mình thăm về rồi mình quay chung bỏ chuột chung cái lạp đó mình quay cho cả nhà xem cái nhà, chứ mình không quay từ cái như từ tối này nha cả nhà. Rồi hẹn cả nhà buổi sáng cả nhà, bye bye.